Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 1 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Dân mạng réo gọi đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội. Thương hiệu thời trang mới của Vũ Khắc Tiệp vừa chính thức khai trương chỉ một ngày thì nơi này nhận lệnh đóng cửa vì dịch Covid-19 khiến dân mạng được giễu cợt sức lan tỏa của đại sứ cách ly. Trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ thông báo nhãn hàng trang phục của anh chính thức ra mắt ở một trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 29 tháng 5. Tuy nhiên, chỉ hơn 24 tiếng sau thì cơ quan chức năng ban hành lệnh giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Thế là trung tâm thương mại bao gồm cả địa điểm mà thương hiệu của Vũ Khắc Tiệp vừa mới khai trương cũng phải đóng cửa để phòng ngừa dịch Covid-19. Chính Vũ Khắc Tiệp cũng không lường trước được tình huống này, ông bầu này cũng phải thốt lên, hoài vậy trời. Trong khi đó, dân mạng bái phục khả năng đi đến đâu, dịch đến đó của Vũ Khắc Tiệp. Nhiều người đùa Vũ Khắc Tiệp chính là đại sứ cách ly, thật sự lợi hại tại Việt Nam. Một số ý kiến khác còn đặt cho anh thêm nhiều danh hiệu như là ông Hoàng cách ly, tổ của ngành cách ly, gương mặt vàng trong làng cách ly. Đáng chú ý ở đây thì Vũ Khắc Tiệp còn hứa hẹn sẽ có mặt khắp mọi miền Tổ quốc và toàn cầu thời gian tới. Khiến dân mạng lo lắng, hàng loạt bình luận kêu gọi anh mà có mặt ở miền Tổ quốc là đất mẹ lao thẳng luôn đấy anh. Khi có dịch xin anh hãy yên phận tại gia. Một dân mạng còn hóm hỉnh: mọi người theo dõi anh Tiệp để biết chính xác khu vực nào sẽ bị cách ly và phong tỏa nhé. Từ năm 2020 đến nay thì ông bầu của Ngọc Trinh luôn được cư dân mạng gọi đùa với biệt danh là đại sứ cách ly vì đi tới đâu là Covid đi theo đó. Check-in ở đâu Covid xuất hiện ở đó. Đến lúc anh chịu yên ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh phải chịu liên lụy. Trên mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp cũng rất là bình thản trước việc thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội. Anh cập nhật video lì xì ngày Tết và nhấn mạnh tôi, Vũ Khắc Tiệp đại sứ cách ly mừng Tết Covid-19. Vũ Khắc Tiệp chia sẻ năm 2020 và năm nay chúng tôi sắp là sống chung với dịch rồi. Vì vậy, mọi kế hoạch đều có phương án 2 khi xảy ra. Chúng tôi tuân thủ theo mọi quyết định và thông báo của cơ quan chức năng. Việc xây dựng các store của thương hiệu đã được lên kế hoạch cả tháng 6 nên khai trương đã đúng kế hoạch vào cuối tháng 5 vừa qua. Hiện tại các trung tâm thương mại đã đóng cửa để tuân thủ dịch, store của Camfami và Venus Skate cũng đóng. Tuy nhiên, các khách hàng muốn mua sản phẩm có thể đặt trên nền tảng trực tuyến. Trước đó, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp lên kế hoạch tổ chức casting ở những khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, nhưng do dịch nên đang nhận các hồ sơ online và thông báo dự lịch casting trong thời gian tới. Và đó là thông tin ngày 1 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết thêm ý kiến của anh em trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt anh em.